chào quý vị, chào mừng quý vị đang đến với kênh YouTube Nhà Đẹp Mất Hôm. Trong số mới nhất ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị công trình của gia đình chú Viễn có địa chỉ tại Chí Linh của Hải Dương. Đây là công trình do đội ngũ của Mất Hôm thực hiện. Và vẫn như thường lệ, trước khi đi vào chi tiết công trình, chúng tôi xin phép được giới thiệu thêm với quý vị một số thông tin về công ty của chúng tôi. Nếu như quý vị đã quá quen thuộc với những thông tin liên quan đến Mất Hôm thì chúng ta có thể bỏ qua phần này. Còn đối với những quý vị nào lần đầu biết đến Mất Hôm hoặc là đang tìm kiếm đơn vị thiết kế cũng như là thi công trọn gói thì hy vọng rằng là chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin cần thiết. Hiện tại thì Mất Hôm sẽ chuyên về thiết kế, thi công, cải tạo nhà ở cơ sở kinh doanh. Chúng tôi hoàn thiện nội thất và cung cấp vật liệu độc quyền của Mất Hôm. Về các vật liệu thì sẽ bao gồm có như là sơn nè quý vị, chống thấm, thiết bị vệ sinh hoặc là thiết bị chiếu sáng. Chúng tôi có cả cửa thông phòng, sàn gỗ, sàn hộp không dầm, thiết bị điện và đồ nội thất như là tủ, bàn, ghế vân vân. Hiện tại thì những trang thiết bị vật tư này có đặt tại showroom vật liệu của Mất Hôm. Địa chỉ cụ thể là tại 180 Vạn Phúc Hà Đông Hà Nội cũng như là 162-164 Cộng Hòa, phường 12 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Về hệ sinh thái của Mất Hôm thì khá là rộng trong ngành xây dựng. Vậy nên nếu như lựa chọn chúng tôi làm đơn vị thiết kế cũng như là thi công trọn gói thì quý vị có thể rút ngắn một số giai đoạn, chẳng hạn như là giai đoạn làm việc với các bên trung gian tìm kiếm vật liệu, vật tư. Hiện tại thì chúng tôi vẫn đang triển khai rất là nhiều những chương trình ưu đãi và khuyến mãi nhân dịp cuối năm với mục đích là tri ân quý khách hàng, ngập tràn quà tặng cho 200 khách hàng đầu tiên ký hợp đồng thiết kế trong giai đoạn từ ngày 23 tháng 11 năm 2023 cho đến ngày 23 tháng 2 năm 2024. Một số quà tặng của chúng tôi bao gồm có một gương LED cao cấp thương hiệu Mất Hôm, một bộ lịch Tết năm 2024, 10 bộ đèn đao la âm trần và voucher giảm giá 40% khi quý vị mua thiết bị vệ sinh thương hiệu Mất Hôm. Những công trình đẹp thì chúng tôi có đăng tải, cập nhật liên tục mỗi ngày tại trang web mohomgroup.vn. Quý vị viết liền không dấu như thế này. Chẳng hạn như là quý vị cảm thấy là thích công trình nhà máy Nhật 2 tầng như thế này thì chúng ta có thể click vào để xem. Những thông tin thì quý vị thấy là chúng tôi trình bày rất là cơ bản. 3D ngoại thất thì sẽ có tất cả các mặt của công trình, tiếp đến là những thông tin mô tả, rồi chúng tôi cũng sẽ có rất là nhiều những thông tin liên quan, bao gồm có đây quý vị thấy sẽ là về công năng ở trong công trình, chúng tôi cũng trình bày rất là cụ thể. Hoặc là quý vị truy cập vào kênh YouTube Mất Hôm cũng như là kênh YouTube Nhà Đẹp Mất Hôm. Mọi thắc mắc thì quý vị có thể gọi đến các số hotline sau đây: 0964458888, 0924099999, 0828133333. Quay trở lại với công trình ngày hôm nay thì quý vị thấy trên màn hình là một công trình nhà mái bằng được thiết kế theo phong cách kiến trúc hiện đại với 2 tầng. Phải nói là ở công trình này thì mọi chi tiết được thiết kế rất là tinh tế, sẽ không có bất cứ một chi tiết thừa nào hết. Và đậm chất của công trình mang phong cách kiến trúc hiện đại luôn quý vị, sẽ rất là thích hợp với những ai yêu thích vẻ đẹp đơn giản, tinh tế và cá tính. Thường thì quý vị cũng thấy là những công trình mái Nhật hoặc là mái Thái thì cần phải có khoảng đua mái để giúp công trình trở nên cân đối và hài hòa hơn. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta sở hữu một khu đất lưu phố chẳng hạn có phần giới hạn về chiều ngang thì chắc chắn khi mà chúng ta xây nhà mái Nhật hoặc mái Thái sẽ gặp phải những khó khăn nhất định, có thể là không thể đua mái được. Như vậy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến công trình, đến vẻ đẹp thẩm mỹ bên ngoài. Vậy nên sự lựa chọn nhà mái bằng và thiết kế như thế này là điều hoàn toàn hợp lý quý vị. Bởi vì kết cấu của nhà mái bằng phần mái thì khá là đơn giản, không cần phải đua mái nè. Cho nên là nếu như mà chúng ta sở hữu đất lưu phố bị giới hạn về chiều ngang thì sự lựa chọn như công trình của gia đình chú Viễn là hợp lý. Thiết kế bên ngoài thì hình khối của công trình chúng ta thấy rất là vuông vức nè, và để phân chia ra có chính có phụ cũng như là tạo điểm nhấn thì ngay vị trí này chúng tôi sẽ thiết kế một phần tường trang trí, bên ngoài thì sẽ được ốp đá tự nhiên. Đây cũng sẽ là vật liệu mà chúng tôi sử dụng để ốp cho phần chân đế của công trình. Màu sắc thì cực kỳ hài hòa rồi, với sự kết hợp giữa gam màu trắng sứ và gam màu ghi mang đến cho chúng ta một cảm giác rất là tinh tế cũng như là dịu mắt. Còn về các vật liệu trang trí ốp lát thì chúng tôi sẽ cân đối để sử dụng cho một số vị trí. Đầu tiên quý vị thấy đây sẽ là phần gạch Việt Nhật, tiếp đến là gạch granite nè quý vị. Còn vị trí mà có màu nâu ở đây, quý vị thấy ở phía trên cũng như là bên dưới cửa sổ thì đó chính là gỗ nhựa.
Gỗ nhựa thì tính thẩm mỹ cao và nó khắc phục được những nhược điểm của gỗ tự nhiên. Bên cạnh đó thì trọng lượng cũng khá là nhẹ, cho nên là không làm ảnh hưởng quá nhiều đến phần kết cấu công trình cũng như là giảm tải cho phần móng bên dưới. Ở công trình này thì phần lan can của ban công chúng tôi sẽ lựa chọn đó chính là kính cường lực. Với chất liệu này thì phải nói rất là phù hợp rồi quý vị. Ở những công trình nhà dân dụng rồi cả khách sạn, villa, resort, các khu nghỉ dưỡng, kính cường lực cũng được sử dụng rất là nhiều, thậm chí là thay thế cho cả những bức tường bê tông cố định. Về ưu điểm thì có thể kể đến đó chính là tính cứng chắc, nó có khả năng chịu rung chấn là va đập gấp từ 4 cho đến 5 lần những loại kính thông thường có cùng kích thước và độ dày. Trên thực tế, trên thị trường thì kính cường lực cũng sẽ có một số những màu sắc nhất định. Tuy nhiên thì màu trắng trong suốt như thế này vẫn là sự lựa chọn tối ưu nhất. Thứ nhất là nó đẹp về thẩm mỹ. Thứ hai là với màu trắng trong suốt thì chúng ta thấy là nó không che chắn công trình chính bên trong, cũng như là mang đến cho chúng ta một tầm nhìn đẹp hơn. Hệ thống cửa thì chúng tôi cũng sẽ có sự cân đối tính toán, chủ yếu thì vẫn sẽ là nhôm hệ sinh pha kết hợp với kính nè quý vị. Bao giờ thì phần diện tích sử dụng của kính cũng sẽ lớn hơn để mang đến sự kết nối giữa bên trong và bên ngoài. Riêng cửa chính thì sẽ là kính hợp hai lớp và ở giữa sẽ là nan hoa đồng trang trí. Họa tiết trang trí thì cũng sẽ rất là đa dạng. Tuy nhiên là với công trình mà mang phong cách kiến trúc hiện đại như thế này thì chúng tôi cũng sẽ cân nhắc để lựa chọn những chi tiết trang trí vừa phải phù hợp với tổng thể công trình chung. Liền kề với vị trí sảnh chính sẽ là bậc ba cấp tượng trưng cho thiên địa nhân trong một công trình. Quý vị thấy là công trình mái bằng thì chúng tôi cũng có chia sẻ trước đó. Đó chính là phần mái ở bên trên thì cũng đơn giản thôi, sẽ không có phần xây lên cao. Vậy cho nên là phần đế của công trình chúng ta thiết kế bậc ba cấp như thế này cũng là phù hợp, đảm bảo tạo nên sự cân bằng về mặt tỷ lệ giữa các phần trong công trình. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng xem một góc nhìn xa hơn. Với góc nhìn này thì quý vị sẽ thấy được thiết kế cổng cũng như là tường bao nè. Phần cánh cổng thì sẽ là thiết kế bốn cánh với chất liệu là gỗ nhựa, còn phần khung ở đây thì sẽ là sức sơn tĩnh điện. Tường bao thì sẽ là bê tông và có kết hợp thêm với thiết kế sắt ở đây để tạo cho chúng ta những khoảng thoáng nhất định nè quý vị. Còn đây sẽ là góc nhìn mà chúng ta thấy từ trên nhìn xuống. Ở bên trên thì sẽ có thêm một phần tôn chúng tôi thiết kế để chống nóng. Vị trí này sẽ đặt vào tét nước thái dương năng. Còn đây, quý vị thấy sẽ có một khoảng tường hai mặt. Chúng tôi thiết kế không đích chính mà tạo nên những khoảng thoáng. Thì vị trí này về mặt công năng, đó sẽ là khu vực giặt phơi. Thiết kế như vậy thì cũng sẽ đảm bảo cho chúng ta được việc là ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài sẽ vào bên trong một cách triệt để hơn, cũng như là quá trình lưu thông không khí, gió diễn ra dễ dàng. Thì khi mà chúng ta có phơi quần áo ở đây sẽ nhanh khô hơn quý vị. Đây cũng là một điều mà chúng ta có thể lưu ý cho việc chúng ta thi công xây dựng công trình trong tương lai. Còn vị trí này sẽ là khoảng sân phía trước, cũng phải gọi là tương đối thoải mái cho việc chúng ta vui chơi hoặc là đổ xe, cũng như là thiết kế từ cảnh sân vườn, trồng trọt cây xanh hoặc là hoa. Còn đây sẽ là hình ảnh phối cảnh của công trình vào ban đêm. Quý vị thấy là vào ban đêm thì công trình của chúng ta cũng rất là lung linh. Một phần là nhờ vào việc sử dụng đèn ngoại thất, tiếp đến là việc tính toán về phương diện màu sắc cũng như là sử dụng các vật liệu trang trí ốp lát. Tiếp theo thì xin mời quý vị sẽ cùng xem qua một số hình ảnh hiện trạng. Đây là la bàn phong thủy. Tiếp đến đây là chúng tôi xác định về hướng của công trình. Một số hình ảnh hiện trạng để quý vị cùng xem qua. Còn đây thì sẽ là khu đất cũng như là vị trí thi công xây dựng công trình nè quý vị. Phía trước thì sẽ là trục đường giao thông. Còn xung quanh thì quý vị thấy cũng rất là nhiều những công trình hàng xóm lân cận san sát bên nhau. Bộ hồ sơ mà chúng tôi gửi đến cho quý vị khách hàng thì sẽ bao gồm có hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công nè, hồ sơ kết cấu, điện nước cũng như là có cả dự toán để cho quý vị xem qua. Với mặt bằng thể hiện vị trí của khu đất xây dựng thì chúng ta sẽ thấy được tổng diện tích là 215m². Tiếp đến đây là mặt bằng định vị công trình nè quý vị. Từ vị trí sảnh cho đến phần cổng ở phía trước thì cách nhau một khoảng gần 12m. Còn đây thì sẽ là vị trí của sảnh chính cũng như là thiết kế cửa đi ở bên hông công trình. Tiếp theo về kích thước xây dựng thì chiều ngang của công trình sẽ là 8,12m và chiều sâu thì sẽ là 13,64m. Diện tích sử dụng chúng tôi tính cho hai sàn đó là khoảng 202m².
Tiếp đến là việc phân chia các khu vực chức năng bên trong. Đây là một phần cực kỳ quan trọng quý vị. Một công trình hoàn hảo thì phải là một công trình có sự đầu tư đẹp về thẩm mỹ, công năng phải được bố trí thật là tiện nghi cũng như là vững chắc về phần kết cấu. Với công năng thì chúng tôi sẽ có một buổi để trao đổi cụ thể với gia chủ về việc là gia đình có bao nhiêu thành viên, cũng như là những yêu cầu, sở thích và cả mức độ đầu tư tài chính cân đối với việc diện tích sử dụng trong công trình, thì đội ngũ kiến trúc sư cùng với các chuyên gia phong thủy sẽ có sự phân chia sao cho phù hợp nhất để đưa ra phương án thiết kế một cách tối ưu. Với tầng 1 thì quý vị sẽ thấy về vị trí bên trái, xét theo góc nhìn mà chúng ta nhìn từ bên ngoài vào thì sẽ là vị trí của khu vực phòng khách. Tiếp đến là phòng bếp ăn và khu vực nhà vệ sinh chung. Đây rõ ràng là một sự phân chia có tính toán quý vị, bởi vì tất cả những khu vực sinh hoạt chung ở tầng 1 thì chúng tôi đẩy về một bên, nó tạo nên sự liên kết với nhau nè, khi mà chúng ta di chuyển sinh hoạt cũng sẽ dễ dàng hơn. Tiếp đến tầng 1 thì sẽ có hai phòng ngủ, trong đó sẽ có một phòng ngủ có nhà vệ sinh khép kín ở bên trong. Trên tầng 2 thì sao? Tầng này thì chúng tôi sẽ bố trí khu vực phòng thờ. Ở phía trước phòng thờ qua cửa đi bốn cánh là khoảng ban công sân chơi. Sẽ có một khu vực phòng sinh hoạt chung phục vụ cho mục đích vui chơi thư giãn và có vai trò trong việc gắn kết các thành viên trong gia đình lại với nhau. Hai phòng ngủ trên tầng 2 thì cũng sẽ được thiết kế đẩy về một bên. Cuối cùng sẽ là khu vực nhà vệ sinh chung và khu vực giặt vôi. Để tiện cho việc xem của quý vị thì chúng tôi có hình bốc máy. Đây sẽ là hình ảnh phối cảnh bốc máy ở tầng 1. Các vị trí thì một lần nữa chúng tôi sẽ thể hiện cụ thể hơn và có kèm với cả việc đặt để bên trong đồ dùng nội thất rồi quý vị. Từ đây thì chúng ta xem, chúng ta sẽ dễ hình dung hơn rất là nhiều, cũng như là có thể tham khảo về các đồ dùng nội thất và cách bố trí trong công trình. Với khu vực phòng khách thì cơ bản chắc chắn là không thể nào thiếu một bộ bàn ghế rồi. Còn những chi tiết khác chẳng hạn như là chi tiết trang trí hay là tủ rượu rồi các chi tiết decor khác thì quý vị có thể linh hoạt để cho chúng ta bố trí. Tại vị trí phân chia với khu vực phòng bếp ăn thì chúng tôi có đặt vào đây một hệ tủ kết hợp với hệ lam, vừa là nơi chúng ta đặt tivi nè, vừa có thể để vào những món quà lưu niệm hoặc là tranh ảnh của gia đình. Khu vực phòng bếp kết hợp với phòng ăn thì cũng sẽ rất là tiện nghi thoải mái khi mà bố cục của căn phòng thì vuông vức. Từ đó, thứ nhất là tiện cho chúng ta trong việc bố trí, sắp xếp không gian và thứ hai là quá trình di chuyển cũng sẽ dễ dàng hơn. Tại đây có một cửa đi, quý vị thấy là nó sẽ góp phần cân bằng lại nền nhiệt cho khu vực này bởi vì bếp ăn sẽ là nơi mà chúng ta thao tác nấu nướng. Đây quý vị thấy là sẽ có thiết kế một hệ tủ bếp hình chữ L. Vị trí của tủ lạnh, bồn rửa và bếp nấu hoàn toàn hợp lý. Quý vị thấy là khi mà chúng ta đặt tủ lạnh ở đây thì chúng ta lấy thực phẩm thức ăn sẽ dễ dàng mang đến bồn rửa để sơ chế, sau đó là nấu nướng và mang qua vị trí bàn ăn ở đây. Về những khu vực sinh hoạt riêng thì cơ bản bố trí như thế này là hợp lý quý vị. Giường ngủ cần phải có điểm tựa và tránh việc hướng thẳng ra cửa sổ hoặc là cửa thông phòng. Tiếp đến hai vị trí này là khu vực nhà vệ sinh chung. Bên trong thì cơ bản là sẽ có lavabo cũng như là toilet và sen tắm đứng. Trên tầng 2, đây sẽ là vị trí của khu vực phòng thờ, một vị trí đẹp nhất trong công trình. Và để đảm bảo tính tôn nghiêm riêng tư thì ngay chỗ này sẽ có một vách ngăn nè quý vị. Tiếp đến sẽ là khu vực của phòng sinh hoạt chung, được xem như là không gian phòng khách mini. Cơ bản thì có thể đặt vào trong một bộ bàn ghế, sofa băng thôi cũng được rồi quý vị. Bên cạnh đó thì tùy vào sở thích, chúng ta có thể đặt kệ sách nè, đặt tủ đồ khô hoặc là một tủ lạnh mini. Tiếp đến về vị trí của khu vực phòng ngủ, quý vị sẽ thấy là phòng ngủ là nơi mà gắn liền với mỗi thành viên trong gia đình. Chúng ta dành rất là nhiều thời gian trong ngày cho việc sinh hoạt, ngủ nghỉ. Với khu vực phòng ngủ, đây là nơi mà gắn bó mật thiết với mỗi thành viên trong gia đình. Bởi vì chúng ta sẽ dành rất là nhiều thời gian trong ngày cho việc nghỉ ngơi cũng như là ngủ và sinh hoạt bên trong. Khi mà thiết kế ngoài đảm bảo sự riêng tư thoải mái, thì chúng tôi sẽ còn cân nhắc để tạo nên tính cá nhân hóa cho từng căn phòng. Cơ bản là sẽ có sự nghiên cứu tính toán dựa vào giới tính theo quý vị sở thích cũng như là độ tuổi để đưa ra phương án thiết kế một cách tối ưu nhất. Chẳng hạn như là ngay vị trí phòng ngủ số 3 thì quý vị sẽ thấy về gam màu có sự khác biệt, ngọt ngào, trẻ trung hơn. Phần tường trang trí ở đầu giường thì chúng tôi sẽ sơn phủ gam màu hồng nè, hoặc là ở bên phòng ngủ số 4 thì sẽ là một gam màu trang nhã hơn. Đây là gam màu
có hơi nghiêng về màu vàng và màu nâu và nhạt thôi, cho nên là cũng cảm giác rất là thoải mái khi mà chúng ta nhìn vào. Đây, vị trí khu vực số 6 thì sẽ là khu vực giặt phơi mà lúc và chúng ta xem qua hình ảnh 3D thì chúng tôi cũng có giới thiệu đến quý vị. Khu vực đó thì chủ yếu là sẽ phục vụ cho nhu cầu chúng ta giặt phơi, cũng sẽ rất là tiện khi mà có thêm một khu vực chức năng như thế này. Quay trở lại với hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, trang tiếp theo mà chúng tôi giới thiệu với quý vị thì sẽ là mặt bằng xây dựng. Mỗi tầng thì sẽ có một mặt bằng xây dựng riêng. Phần tường bao thì sẽ là 220mm, còn tường ngăn phòng thì chúng tôi thiết kế là 110mm. Tường bao thì sẽ đóng vai trò trong việc là phân chia giới hạn cũng như là không gian giữa bên ngoài và bên trong. Đây cũng là bộ phận tham gia vào kết cấu chịu lực ở công trình. Còn phần tường ngăn phòng thì sẽ có vai trò phân chia giữa các khu vực chức năng ở bên trong. Khi mà thi công tường thì chúng ta cũng cần phải đảm bảo rất là nhiều. Thứ nhất, đó chính là khả năng chịu lực. Thứ hai là chống thấm. Thứ ba là chống nóng. Và cuối cùng là vấn đề cách nhiệt. Cũng tại mặt bằng xây dựng này thì chúng tôi sẽ có các kích thước rất là chi tiết cụ thể liên quan đến các khu vực chức năng, các cấu kiện cũng như là các trục để đơn vị thợ thi công dễ dàng xem qua. Còn đây thì sẽ là mặt bằng xây dựng mái. Chúng tôi có thể hiện lại phần tôn chống nóng bên trên, còn vị trí quý vị thấy ô vuông ở đây sẽ là ô để lên thăm trần, thăm mái. Tiếp đến về chiều cao, công trình này sẽ có chiều cao được tính từ phần cách 00 lên đến trên, chưa bao gồm phần trang trí thì sẽ là 7,5m, cụ thể tầng 1 sẽ là 3,9m và tầng 2 là 3,6m. Kích thước này đầu tiên là chuẩn rồi quý vị, thoải mái cho việc chúng ta di chuyển bởi vì chúng tôi tính toán cân nhắc theo độ cao trung bình của người Việt Nam. Và thứ hai là nó đảm bảo về mặt thẩm mỹ. Thường chúng ta thấy là để tạo nên sự cân bằng vững chắc cũng như cho chúng ta được cảm giác là trọng tâm của công trình dồn đều về phía dưới thì chúng ta nên thiết kế các tầng bên dưới cao hơn hoặc ít nhất là cũng phải bằng so với các tầng bên trên. Ở mặt cắt AA thì quý vị sẽ thấy cụ thể về các cấu kiện bên trong, vị trí của sàn, của dầm, của cột cũng như là những vị trí mà chúng tôi đổ sàn bê tông cốt thép. Đây quý vị, chúng tôi sẽ đổ sàn bê tông cốt thép tầng 1, tầng 2 và sàn bê tông cốt thép cho mái. Tại trang số 17 thì sẽ là mặt bằng chi tiết nhà vệ sinh số 1 cũng như là mặt bằng lát sàn. Về vị trí quý vị thấy, từ vị trí cửa nhà vệ sinh bước vào, chúng ta sẽ bắt gặp đầu tiên là thiết kế của lavabo, tiếp đến là toilet và trong cùng thì sẽ là sàn tắm đứng. Vị trí của sàn tắm đứng thì bao giờ cũng nên là vị trí trong cùng quý vị, để khi mà chúng ta bố trí thêm một cửa kính hoặc là một cabin kính ở đây thì sẽ hạn chế được rất là nhiều trong việc tránh nước thoát ra bên ngoài, đảm bảo sự thoải mái khi chúng ta sinh hoạt bên trong. Thêm vào đó nữa, nếu như mà diện tích của khu vực nhà vệ sinh thoải mái thì quý vị cũng nên bố trí tất cả về một bên tường như thế này để tránh việc chúng ta vừa mở cửa ra đã bắt gặp ngay vị trí đối diện là toilet hoặc là lavabo thì sẽ không đẹp cho tính thẩm mỹ cũng như là không đảm bảo về các yếu tố liên quan đến sự tiện nghi khi chúng ta sinh hoạt bên trong. Về phần sàn của khu vực nhà vệ sinh thì chúng tôi sẽ đánh dốc y bằng 2% về phía phễu thu nước. Sẽ có 2 phễu thu nước được thiết kế cho khu vực tắm cũng như là khu vực vệ sinh. Độ nghiêng của sàn thì quý vị hiểu đơn giản, đó chính là nó sẽ có một phần nghiêng so với phương nằm ngang. Từ đó thì nước sẽ thoát nhanh hơn, đảm bảo là sàn của chúng ta luôn khô ráo, tiện nghi, an toàn và thoải mái cho quá trình chúng ta di chuyển sử dụng. Gạch thì chúng tôi sử dụng cũng sẽ là gạch chống trơn bởi vì đây là môi trường ẩm ướt quý vị. Và đối với khu vực nhà vệ sinh thì thậm chí là chúng ta nên ốp gạch cho phần tường lên đến kịch trần để đảm bảo là việc vệ sinh lâu chùi dễ dàng hơn cũng như là tránh tình trạng đống trong rêu hoặc là nứt tường, nứt xi măng. Còn đây sẽ là mặt bằng của cầu thang. Cầu thang thì quý vị thấy là chúng tôi thiết kế 25 bậc. Mỗi vế thang thì sẽ có kích thước là 1m, thường kích thước chuẩn thì sẽ dao động trong khoảng từ 1 cho đến 1,2m và tối thiểu nên là 0,9m quý vị, để khi mà chúng ta di chuyển dễ dàng hơn, đặc biệt là vào những lúc mà chúng ta cần phải bưng bê, khuân vác đồ đạc, chẳng hạn như là tủ, bàn, ghế hoặc là mâm cúng vào những lúc gia đình có đám giỗ quý vị. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau xem đến, đây sẽ là mặt bằng bố trí cửa. Mỗi tầng thì cũng sẽ có một mặt bằng riêng. Chờ vào đây thì đầu tiên là quý vị xác định được vị trí nè. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ biết được kích thước tính cầu khuôn bao của tất cả vị trí cửa trong công trình.
Chẳng hạn như là chúng ta lấy ngẫu nhiên của DD2 ở đây đi, thì kích thước sẽ là 900 nhân cho 2700 mm, còn cửa của khu vực nhà vệ sinh ở đây thì sẽ là 750 nhân cho 2200 mm. Tương tự như vậy thì quý vị có thể xem cho những vị trí cửa còn lại trong công trình. Về phần kết cấu thì với công trình này, chúng tôi sau khi tính toán đo đạc thì sẽ đưa ra phương án, đó chính là móng cọc bê tông cốt thép, và tổng số tim cọc ở công trình này thì sẽ là 36. Đây, từng vị trí thì chúng tôi cũng đã có chỉ ra rất là cụ thể rõ ràng, có tại mặt bằng định vị cọc để quý vị có thể xem qua. Còn đây sẽ là cấu tạo của cọc nè quý vị, cơ bản là sẽ bao gồm có đài cọc, đoạn cọc C1 cũng như là đoạn cọc C2. Độ dài của cọc với mỗi công trình thì sẽ khác nhau và chúng tôi sẽ tiến hành ép thử để tính toán sao cho đưa ra phương án thiết kế cọc một cách tối ưu nhất. Những trang tiếp theo thì quý vị có thể xem qua, bao gồm có kết cấu về phần móng, phần thân cũng như là phần mái. Điện nước ở công trình này thì sẽ do phòng ban điện nước thực hiện, và quý vị thấy là đầu tiên chúng ta sẽ có bảng ký hiệu các thiết bị điện nè để quý vị xem và chúng ta đọc hiểu thông tin một cách dễ dàng hơn. Nửa đầu của hồ sơ thì sẽ là những vấn đề liên quan đến điện trong công trình, chẳng hạn như là chiếu sáng, ổ cắm, camera hoặc là chống sét tiếp địa. Còn đây sẽ là tủ điện tổng, sơ đồ nguyên lý cấp điện ở tầng 1, sơ đồ nguyên lý cấp điện ở tầng 2. Tiếp theo thì sẽ là những vấn đề liên quan đến việc cấp và thoát nước trong công trình. Đây là sơ đồ nguyên lý cấp nước nè quý vị, để quý vị dễ dàng xem và chúng ta hình dung hơn. Hệ thống cấp nước thì đơn giản sẽ là nước từ mạng lưới cấp nước chung hoặc là giếng nước của gia đình qua máy bơm sẽ đưa lên bồn nước ở trên máy, và nước từ bồn nước inox này thì sẽ cấp đến các thiết bị khác, chẳng hạn như là bồn rửa hoặc là khu vực nhà vệ sinh. Từ đó thì quý vị sẽ xem và chúng ta hình dung hơn một cách rõ ràng về sơ đồ nguyên lý cấp nước trong công trình. Vậy là ngày hôm nay thì chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị công trình của gia đình chú Viễn có địa chỉ tại Chí Linh của Hải Dương. Đây là một mẫu nhà mái bằng 2 tầng và được thiết kế theo phong cách kiến trúc hiện đại. Hy vọng rằng những thông tin, những điều mà chúng tôi chia sẻ trong video ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị những thông tin cần thiết, đặc biệt là đối với những ai cũng sở hữu đất lưu phố và đang có ý định là sẽ thi công hoặc là thiết kế công trình trong tương lai. Những thông tin mới nhất thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tại hệ thống các kênh truyền thông của chúng tôi, bao gồm có trang web mohomegroup.vn cũng như là kênh YouTube Mohome và kênh YouTube Nhà Đẹp Mohome. Về các chương trình ưu đãi và khuyến mãi thì chúng tôi cũng xin phép chia sẻ lại là hiện tại đang có rất là nhiều những quà tặng cho 200 khách hàng đầu tiên ký hợp đồng thiết kế trong giai đoạn từ ngày 23 tháng 11 năm 2023 cho đến ngày 23 tháng 2 năm 2024. Mọi thắc mắc hoặc là cần được hỗ trợ tư vấn, quý vị có thể gọi đến số hotline 0964458888, 0924099999, 0828133333. Những công trình đẹp cũng như là những thông tin mới nhất liên quan đến công ty thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tại các kênh YouTube, quý vị có thể truy cập vào đây để xem. Về văn phòng làm việc thì văn phòng của Mohome đặt tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam, tương ứng với Hà Nội, Hà Tĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Tây Nguyên. Quý vị có thời gian thì chúng ta có thể di chuyển trực tiếp đến để tiện hơn trong việc trao đổi làm việc cùng đội ngũ kiến trúc sư cũng như là kết hợp với cả việc tham quan showroom vật liệu của Mohome. Rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm và dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Mohome, kênh YouTube Nhà Đẹp Mohome cũng như là bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào những số tiếp theo.